Đào gì đây Sáng ơi? Ui, chẳng đào xuất đây mọi người. Ui rồi, đang chẳng gì. Đây nó có đào gì không? Đào đi nào. Đào đi, lỗ gì đấy? Tiếp tục nào. Có khi là chuột. Tức là hăng hái. Được đi chơi là thỏa thức tung hoành, đào bới khắp nơi. Ở trên này chuột nương ăn rất là ngon nhé mọi người nhé. Có một con để mà ăn thì tuyệt vời hết ý rồi. Giống này là giống chó săn đem ở trên bàn rồi đấy. Rất là khôn. Biết săn bắt. Nào tiếp tục nào. Cẩn thận nhá. Nào, đào gì chưa? Mọi người thấy là tại sao anh em dưới đồng bằng ấy rất là thích chó ở trên bản, thì chó trên bản là bản năng vẫn còn rất là nhiều. Đây là những chú chó tôi đem về đây mới được 3 tháng thôi. Màu trắng, chân huyền đề, tung hoành khắp nơi, đào bới thì không phải nói rồi. Tiếp tục nào. Đào đi. Chân tay bẩn hết rồi đấy. Bà con đi lương về, người ta đang đi về rồi. Nào, trắng lại tiếp tục rồi. Lấp một lỗ hay sao ấy. Tiếp tục nào. Chúng chó này rất săn chật. Kìa, đào nó có gì rồi đấy. Này lớn lên thì đi săn chật hết khắp khu rừng rồi đấy. Cắm là cây cơ. Đây, lúc này thì trời cũng tối rồi mọi người ạ. Đây, hoàng hôn rồi, hoàng hôn rất là đẹp, hoàng hôn ở trên núi ấy. Tuyệt vời luôn, cỏ lau rung rinh trước gió, cảnh hết sức là bình yên luôn. Chỉ muốn làm một ngôi nhà ở đây xong rồi cắm trại ở đây hàng ngày thôi. Đây, nhìn cảnh này gọi là bình yên hết sức rồi đấy. Ai mà sống ở phố thị mà muốn quên tiếng ồn ào thì lên đây một ngày đảm bảo giảm tả stress của các bạn luôn. Đây, mùa thu ở trên Tây Bắc. Chẳng muốn tiếp tục miệt mài với công cuộc đào lỗ của mình. Đây. Sâu lắm, chắc là không đào được đâu, chuột này, này. Cho vào đi chơi giải trí thôi. Đến khi trắng được ra khỏi nhà. Tiếp tục đào nào. Cô bạn nhé, không phải anh bạn đâu.
giờ cũng gần 6 giờ kém đấy. Thôi nhá, Trắng chào mọi người, để hôm nào Trắng dẫn mọi người đi du lịch tiếp nhá. Chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.